Đêm qua và rạng sáng nay đã có một số trận giao hữu quốc tế đáng chú ý. Dù đều không được góp mặt tại World Cup 2018, nhưng danh tiếng của hai ông lớn bóng đá châu Âu là Italia và Hà Lan vẫn thu hút được sự chú ý bởi những cái tên trong đội hình của họ. Trong khi Ronald Koeman được kỳ vọng sẽ tái sinh đội tuyển Hà Lan sau vòng loại World Cup 2018 tệ hại, thì người đồng nghiệp bên kia chuyến tuyến Roberto Mancini vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Dù được chơi tại sân nhà Juventus Arena, nhưng phải chờ đến phút 67, Azzurri mới có bàn thắng dẫn trước sau pha đệm bóng rất cảm giác của Simone Zaza. Nhưng chỉ 2 phút sau, chiếc thay đầu của Cristito đã phá hỏng tất cả. Chơi hơn người trong hơn 20 phút còn lại, cơn lốc màu da cam đẩy nhanh tốc độ lẫn cường độ tấn công. Phút 88, sao trẻ của câu lạc bộ Bournemouth Nathan Ake trong một pha lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu dễ dàng trong một tình huống anh không bị ai theo kèm. Một đều cũng là kết quả cuối cùng của cuộc so tài này. Serbia cũng đã có những bài học rất quý giá trong trận đấu với Chile. Guillermo Maripan là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút 88. Thất bại này là cực kỳ hữu ích cho Serbia khi họ sẽ phải nằm tại bảng E World Cup với sự góp mặt của Brazil và một đội bóng Trung Mỹ khác là Costa Rica. Thầy trò huấn luyện viên Mladen sẽ khởi động chiến dịch World Cup 2018 vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 6 gặp Costa Rica. Simone Verdi hiện đang được đánh giá là một trong những ngôi sao chĩa cánh hay nhất của Serie A trong mùa giải vừa qua. Anh cũng đã chơi cực kỳ nổi bật trong trận đấu giao hữu giữa Italia và Hà Lan trong đêm qua. Chính ngôi sao này đã quyết định tương lai của mình khi anh đồng ý chuyển đến thi đấu cho Napoli. 2017-2018 có thể xem là một mùa giải thành công của Verdi khi cầu thủ người Italia cũng nằm trong số ít những cầu thủ châu Âu kết thúc mùa giải mà có được ít nhất 10 bàn thắng và 10 kiến tạo tại giải vô địch quốc gia. Sau nhiều đồn đoán, tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Emre Can cũng đã quyết định tương lai khi mà anh sẽ có mặt tại Juventus ngay trong tuần này để tiến hành kiểm tra y tế. Hợp đồng của anh và Liverpool sẽ đáo hạn vào cuối tháng này và Emre được tự do đàm phán với bất kỳ câu lạc bộ nào mà anh thích. Giám đốc điều hành của Juventus Giuseppe Marotta và tờ báo uy tín Sky Italia xác nhận mọi chuyện đã hoàn tất. Vì chấn thương lưng nên Emre Can đã không thể cùng với tuyển Đức tham dự World Cup 2018. Do đó, anh đang có rất nhiều thời gian để lo liệu cho tương lai của mình. Paulo Dybala đang nhận được sự quan tâm sát sao hết cỡ của Real Madrid và Manchester United. Tuy nhiên, mới đây tờ Sport của Tây Ban Nha vừa đăng tải thông tin đến lượt Atletico Madrid cũng sẵn sàng phá két để có được chân sút thuộc biên chế Juventus. Để thành công trong thương vụ này, Atletico sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 120 triệu euro. Phần lớn số tiền đó sẽ được trích từ việc bán thành công Antoine Griezmann, vì nếu ngôi sao người Pháp ra đi, câu lạc bộ nào muốn có anh sẽ phải trả 100 triệu euro tiền bồi thường. Hiện chưa rõ quyết định của Juventus ra sao. Họ đang ở trong tình thế rất thoải mái khi giao kèo với Paulo Dybala còn thời hạn tới tận năm 2022, tức hơn 4 năm nữa hết hạn. Ba đam gia hoàn toàn có quyền giữ chân Dybala bằng mọi giá, hoặc nếu muốn bán sẽ chọn đối tác trả giá cao nhất.